Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Và hôm nay hôm nay là có một nhân vật vô cùng đặc biệt xuất hiện trên kênh. Ta-da, đây là vợ mình. Như các bạn đã biết, đây là Mimi, đây là vợ mình. Và hôm nay mình sẽ mang đến cho Mimi một cái thử thách. À, mình sẽ cái này là bịt mắt thôi, không phải là chói tay giống như các ông đang suy nghĩ các thứ gì đâu nhá. Và mình sẽ bịt mắt Mimi, mang đến cho Mimi một cái điện thoại và sẽ cái này suy nghĩ. Thì mình sẽ bịt mắt Mimi lại và để cho Mimi sờ mó nắn một cái điện thoại. Và mình sẽ yêu cầu xem nhận định gì về cái điện thoại này và sẽ đoán xem đấy là cái máy gì. Đó. Dám thử thách không em? Thôi lỡ vào đây rồi thì ngồi thì chơi thôi. Ok, bịt cái nhá. Ê, rồi, xem nào. Mình không biết là, em giữ đi, để anh xem nào. Cẩn thận nhá, nếu mà anh kéo có mạnh tay quá thì bảo nhá. Phải bảo các bạn ạ, chứ không tối về lại nằm gặm giường vỡ mồm. Giữ đằng sau anh. Đó, ok. Ok, tại vì rồi, ok được chưa? Rồi. Đó, bịt mắt rồi, màu đen rồi. Không thấy gì nữa rồi các bạn ạ. Ok, chắc chưa? Chắc rồi. Rồi em để tay lên bàn đi. Đấy. Máy đâu? Cái gì đâu? Đây là cái máy mà hôm nay Mimi sẽ phải mở hộp ra và đoán xem nó sẽ như thế nào, nó có những cái gì. Máy này thì mình vừa mới nhận được hồi sáng nay thôi, không biết là bà này bà đã nhìn thấy chưa ấy. Tại mình giấu kỹ cực. Đấy, sờ đi em. Đó. Lại là một cái hộp. Như bao cái hộp khác. Em mở nha. Mở đi em. Mình là mình đã rạch sẵn rồi, không để bà này bà cầm dao mà nguy hiểm nữa các bạn ạ. Cái gì đấy? À, cái này chắc là sách hướng dẫn sử dụng. Mở ra xem nó có cái gì, có biết mở. Mình chỉ sợ tí nữa sẽ được của mình thôi. À, biết mở. Đây. Đây là sách nè. Ốp lưng. Ốp lưng bằng gì á? Ốp lưng bằng nhựa dẻo nhờ. Đâu anh thấy giống bao cao su mà. Em. Ok. Đó, ngoài đấy. Thôi cứ để từ từ mở phụ kiện trước đi. Cái này chắc chắn là cái máy. À, để xuống đây đi. Cái to nhất trong cái hộp mà không là cái máy thì không biết nó là cái gì luôn ấy. Rồi, cái gì đấy? Từng thứ một này. Cái nào to thì bóc thôi. Ừ. Đấy. Từng cái. Cái này sạc. Ờ à, đúng rồi. Dây phích. Cái gì đấy? Cáp cho xe ta. Cái gì? Cáp. Trời. Được rồi. Anh đừng có chê em nha. Hồi đó em đi bán điện thoại đó. Cái này chắc chắn là tai nghe rồi. Thì đúng rồi, cái một cái là cáp thì cái còn lại đương nhiên là tai nghe rồi. Em thấy thiếu gì không? Vẫn còn thiếu một cái. Cái gì? Vẫn còn thiếu một cái. Cái gì? Có tìm thấy không? Cái hộp mà. Còn thiếu một cái nữa. Cái điện thoại phải không? Không, còn thiếu một cái phụ kiện nữa cho cái hộp này. À, cái que chọc xem. Đúng rồi, bây giờ mà em tìm thấy được thì mới khó này. Đấy. Trời ơi, chơi cái gì sao được đến đời trời ơi. Đâu, cái gì đấy? Em xé luôn nha. Xé đi, thoải mái đi. Em không thấy đường đâu, không mở nó. Rồi, đúng rồi, dơ lên trước mặt đi cho bạn đấy. Đó, đấy. Cuối cùng thì cũng đã tìm thấy được cái que chọc sim. Rồi, ok, phụ kiện đã xong. Cơ bản là đã hoàn thành được cái thử thách mở hộp. Bây giờ thì cầm lại cái máy đi, em sờ được lại cái máy này. Đúng rồi, đấy. Cái máy này em cảm nhận như thế nào? Cảm nhận đầu tiên của em thì là em thấy là cái máy này là to hơn cái máy của em đang dùng. Màn hình máy này to. Em đoán được khoảng, mà thôi cái này đoán hơi khó. Mấy bà gái này không biết được mấy inch đâu. Rồi, có cái gì hay nữa? Ở trên mặt trước hết. Cái này là chắc là tiếng nguồn, hay là tiếng tăng giảm âm lượng. Đừng kêu em đón cái khe chụp sim ở đâu. Ok, rồi mặt. Mặt sau. Máy gì mà camera nhiều vậy? Dài không? Dài. Nhiều camera máy em đang dùng luôn ấy. Dài không? Dài. Còn gì nữa? À, cái này chắc là cái vân tay.
À, đúng vân tay rồi. Em giơ cao lên này một tí cho mọi người thấy dễ. Nhưng mà vân tay máy này em cảm thấy là đặt đúng vị trí mà cái tay mà ví dụ như ngón này của em thì nó sẽ vừa này. Có nhiều máy thì nó sẽ là với nhưng mà máy này thì nó vừa này. Cầm gọn phết nhỉ? Được ấy. Cảm ơn em nha. Em đang thiếu máy này. 12 triệu rưỡi á. Còn gì em thấy hay nữa nè? Em thấy chỉ có bao nhiêu thôi. Em thấy hay nhất là cái cụm cam đúng không? Đúng rồi. Em thấy là rất là nhiều cam. Bây giờ còn một cái nữa tới mặt lưng ấy thì em thấy nó là bằng cái gì? Tôi cái này chắc hỏi hơi mất công. Kính đúng rồi. Kính thì em thích bằng kính hơn hay bằng kim loại hơn? Em thì em thích bằng kính tại vì nó bóng đẹp hơn là kim loại. Cầm nó sẽ cái tay cảm giác cầm nó sẽ hay thích hơn là cảm giác cầm kim loại. Rồi. Nó nhẹ. Đúng rồi. Thôi bây giờ đoán đi, em đoán xem đây là máy gì. Đoán đi, dễ mà. Em nhớ rồi. Hồi sáng á, em nhớ là anh có lấy một cái điện thoại của Samsung gửi. Trời ơi, bà này biết rồi. Em đoán là chắc là A9 nhờ. Ôi trời ơi, thôi đây, mở cho họ biết. Đây, các bạn đợi tí. Rồi. Mình đợi mình làm này mất công các bạn ạ. Tại vì hóa ra bà này và biết hồi sáng mình nhận con Galaxy A9 rồi. Màu này đẹp anh nhỉ? Đây em biết gọi là màu gì không? Không. Thì nó là màu xanh. Nó là màu xanh, chỉ đơn giản như thế thôi. Hộp nó ghi là màu gì ấy nhỉ? À đây, Lemonade Blue. Tức là màu xanh này là màu xanh kết hợp với cả xanh chanh. Đó. 4 cam chính luôn. 4 cam. Thì đây này. Con này nó sẽ có một cái cam chính là 24 chấm. Một cái cam tele và một cái cam góc rộng. Tức là có 3 cái ống kính thì em cứ hiểu bình thường một cái ống kính như mình chụp bình thường này, một ống kính nó zoom tele 2x, một cái ống kính chụp góc rất rộng. Thế nên nếu như bạn nào mà dùng cái điện thoại này thì có 3 cái ống kính như vậy thì nó sẽ phục vụ được cho rất nhiều cái kiểu chụp khác nhau. Em thích rồi đó. 12 triệu rưỡi đó chứ không phải là rẻ sắp đâu. Sắp em rồi á. Thế đố em biết cái ống kính thứ tư để làm gì? Em mà đoán được thì anh mua tặng. Có đứa nào cho chị biết được không ta? Đứa nào nói tao trừ lương tháng này. Nào em đoán đi, ống kính thứ tư để làm gì? Không biết đâu. Số phòng à? Thông minh quá. Cái mồm làm hại cái tân tôi rồi các ông ơi. Tôi mất con này và tay bà này rồi. Ôi giời ơi. Ok đúng rồi. Ống kính thứ tư thì nó có độ phân giải là gì megapixel thì mình không nhớ. Nhưng mà nó sẽ có cái nhiệm vụ đấy là tạo độ sâu trường ảnh để mà giúp các bạn có thể xóa phông được. Thì cái Galaxy A9 2018 này đang là cái điện thoại đầu tiên trên thế giới có cụm camera chính với 4 ống kính như vậy. Nói chung là cũng khá là ok về mặt thiết kế, từ màu sắc, từ cụm camera, vị trí cả về vân tay như vợ mình vừa nãy cầm ấy. Thì cũng nói là cái vị trí đặt rất là vừa tầm, như mình cầm như này, đấy các bạn thấy, đặt rất là vừa tầm. Thì đây cũng là một cái điểm khá là tốt trong cái thiết kế của sản phẩm này. Ngoài ra thì một vài những cái thứ khác thì mình cũng đã chia sẻ trong cái video đánh giá nhanh hôm trước rồi. Thì có một cái thứ nữa mà anh muốn nói với em là cái màn hình của cái máy này rất là lớn. Và khi mà giải trí, xem phim, chơi game các thứ cũng rất là ngon. Cấu hình thì cũng ok và quan trọng hơn là cái mức giá của nó thị trường Việt Nam là 12.490.000. Nhưng mà đặt trước tại một vài những đại lý, ví dụ như là Samsonet chẳng hạn, thì sẽ được nhận một cái tai nghe. Em có nhớ cái tai nghe mà Gear Icon X hôm vừa rồi anh đeo mà trông ngầu lòi không? Cái mà tặng luôn à? Cái là tặng kèm luôn cái đấy. Cái mà tai nghe mà chỉ đeo hai cục hai bên có cục tròn tròn cầm tay á, thì các bạn cũng sẽ được tặng kèm luôn cái tai nghe này và sẽ còn những cái quà tặng riêng đến từ Samsonet nữa. Thôi nên mình sẽ để phía bên dưới nếu như bạn nào có nhu cầu nhá. Còn thì này đen quá các bạn ạ. Biết thế không gọi đến được xong được tặng nha. Mình mất cái máy này và tay bà này rồi. Cảm ơn chồng nha. Không vui nha. Không có vui làm cái video mất toi luôn cái điện thoại. Nếu như bạn nào ủng hộ mình, mình mua cái khác, mình dùng review chứ không lấy được cái này nữa, thì có thể click vào link ở phía bên dưới phần mô tả video. Và đừng quên like, share. Và nếu như các bạn muốn Mimi xuất hiện trong những video tiếp theo thì comment chia sẻ ý kiến ở phía bên dưới luôn nhé. Ok, video này của mình xin được dừng lại tại đây. Chào các bạn đi.
Bye, xin chào các bạn. Nhớ subscribe kênh của Tân Phùng nhé. Bye.